Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị châu Âu chỉ mặt. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, tạp chí Tài chính có đăng bài viết Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Bài báo nói rằng Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều sâu và chiều rộng, góp phần tích cực và thực hiện hiệu quả của công tác chống rửa tiền. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đặc điểm của Cộng sản là thường dùng tuyên giáo để mà che đậy sự xấu xa của họ. Họ có thể dùng báo chí, dùng khẩu hiệu vân vân để tuyên truyền thông thường những vấn đề gì mà Đảng tuyên truyền nhiều thì hãy cẩn thận, vì có khả năng Đảng đang làm chuyện xấu xa trong vấn đề đó. Điều này người dân trong nước đã từng trải qua. Đảng cho tuyên giáo hô hào để che đậy hành vi rửa tiền. Tham nhũng trong chế độ này gần như là 100%, không có quan chức nào của Đảng không tìm cách này hay cách khác để mà trục lợi. Chỉ có quan chức cấp quận thì có rất nhiều tiền, vậy quan chức cấp tỉnh, trung ương lại càng nhiều tiền hơn. Tiền nhiều và nhiều tiền nên quan chức của Đảng Cộng sản rất cần rửa tiền để an tâm sử dụng. Chắc chắn rằng mỗi một quan chức sẽ giữ cho mình ít nhất là một mấu chốt để mà rửa tiền. Việc Đảng Cộng sản chỉ cho báo chí hô hào rằng Việt Nam chủ động hợp tác trong công tác quốc tế, cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, thì đích thị Đảng muốn cho dân trong nước và thế giới biết rằng họ là kẻ chữa lửa, không phải là kẻ đốt nhà. Gần đây, Thời báo.de nhận được thông tin từ quan chức giấu tên cho biết, sở dĩ nguồn kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến là vì có một lượng rất lớn tiền tham nhũng được chuyển ra nước ngoài rửa xong lại chảy ngược trở về Việt Nam theo dạng kiều hối. Tức là người này khẳng định trong lượng kiều hối gửi Việt Nam có cả kiều hối thật và kiều hối trá hình, thực chất là tiền tham nhũng của các quan chức đã đem ra nước ngoài rửa xong đưa về. Nguyên nhân khiến lượng tiền bẩn được rửa tăng đột biến được lý giải là vào năm 2023 có quá nhiều vụ án lớn với các quan chức cấp thứ trưởng, bộ trưởng phải sổ khám. Bên cạnh đó có đến hai ủy viên Bộ Chính trị ngã ngựa. Cho nên các quan chức đang giữ lượng tiền lớn, vội vã ôm tiền đi rửa. Châu Âu đã liệt kê các nước có rủi ro cao về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, trong đó có Việt Nam. Sự thật về việc lượng tiền bẩn, dội đốt, kiều hối quay trở về khó có cơ hội kiểm chứng. Tuy nhiên, lập luận này là có cơ sở. Đặc biệt, thêm vào ngày đó, vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, châu Âu và Việt Nam đã đưa Việt Nam vào danh sách 29 quốc gia có nguy cơ cao vì rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Như vậy, quan chức của Đảng Cộng sản đang rửa rất nhiều tiền mới bị đưa vào danh sách này. Trong danh sách này, toàn là những quốc gia tham nhũng rất cao hoặc độc tài ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Việt Nam bị châu Âu xếp chung với những chính quyền thuộc loại cặn bã nhất thế giới. Thật là đẹp mặt cho cái gọi là Đảng Quang Vinh muôn năm. Vấn đề thứ hai mà châu Âu đề cập là tài trợ cho khủng bố. Lâu nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không công khai ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas và một số tổ chức khủng bố khác. Không rõ Việt Nam có tài trợ cho những tổ chức khủng bố này hay không. Đây là một ẩn số đang được giấu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Nga. Không biết Đảng Cộng sản Việt Nam có âm thầm tài trợ cho chính quyền này đem súng đạn sang Ukraine để giết chóc và xâm lược đất nước này hay không. Nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Nếu Việt Nam dính đến vấn đề này, đấy là hành động vô cùng dại dột. Bởi một khi châu Âu trừng phạt thì nền kinh tế Việt Nam sẽ khốn đốn. Lúc đó, người dân và doanh nghiệp sẽ phải gánh hết những hậu quả do Đảng gây ra. Trong danh sách của châu Âu có tên Việt Nam. Hiện nay, châu Âu đang siết Việt Nam bằng tiêu chuẩn xanh, giờ lại thêm bị khối này liệt vào danh sách các quốc gia rửa tiền và tài trợ cho khủng bố thì khó chồng khó. Một khi vấn đề này đổ bể thì tiếp theo châu Âu sẽ đến Mỹ, khi đó thiệt hại đủ đường và chỉ có dân là gánh hết. Tham nhũng là một cách phá hoại đất nước kinh khủng. Nó được ví như giặc nội xâm mà tham nhũng rồi đem tiền đi rửa, bị lộ và trừng phạt, thì đó là cái hại thứ nhì phát sinh ra từ tham nhũng. Dân nào sống cho nổi với các quan tham đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị châu Âu chỉ mặt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sự rốt nát hay vì gian ác mà Bộ Công Tô Lâm đẩy các doanh nghiệp vào sự khốn nạn. Bộ Công an Việt Nam được đặt trên pháp luật, được dẫm đạp lên trên pháp luật để thực hiện những chỉ thị của Đảng. Đó là một điều hết sức tệ hại.
Điều này đã khiến cho xã hội ngày một loạn hơn. Dù rằng Bộ Công an được tăng cường ngân sách, được tăng cường nhân lực từ tiền thuế của người dân, và con số này rất lớn. Xã hội rối loạn thì cần tăng cường công an để mà bảo vệ, kể cả nhân lực lẫn những ưu đãi, và càng tăng cường thì công an càng làm cho xã hội thêm rối loạn. Đấy là cái vòng luẩn quẩn mà Đảng Cộng sản đang làm để giữ vẻ bề ngoài bình yên cho xã hội. Công an bảo kê cho tội phạm, nên công an càng nhiều thì tội phạm cũng càng nhiều theo. Thực tế, lực lượng công an Việt Nam quá nhiều, lực lượng dân phòng, bảo vệ khu phố đều thuộc quyền điều khiển của công an cả. Từng góc phố đều có công an, ngoài đường cảnh sát giao thông thì dày đặc, khiến cho người giao thông lúc nào cũng phải canh chừng nơm nớp. Tuy nhiên, công an, xã hội Việt Nam lại cực kỳ bất an, đi xe máy thì phải tìm ra chỗ để mà gửi xe, nếu không sẽ bị trộm bẻ khóa, dùng điện thoại ngoài đường rất dễ bị giật mất. Trong khi đó, ở các nước khác rất hiếm khi gặp cảnh sát, nhưng xã hội lại cực kỳ bình yên, ví dụ như Thái Lan hoặc nhiều nước Đông Nam Á khác. Mấu chốt vấn đề là tại sao càng tăng cường cho lực lượng công an thì xã hội lại càng rối loạn. Nguyên nhân đơn giản là công an Việt Nam đang lợi dụng những ưu đãi của Đảng dành cho họ để thực hiện những hành động phi pháp như bảo kê những loại hình tội phạm, dùng những đặc quyền mà Đảng trao để kiếm lợi cho bản thân và gia đình. Ai cũng hiểu, cảnh sát giao thông Việt Nam dày đặc nhưng toàn chặn dân để mà làm tiền, chứ không vì một xã hội an toàn giao thông. Ai cũng biết cảnh sát phòng chống ma túy của Việt Nam thì rất hùng hậu, nhưng ma túy thì tràn lan, dân ngáo khắp nơi, hút chích. Chưa có nơi nào trên thế giới mà doanh nghiệp bị công an rút rỉa mạnh như tại Việt Nam. Có một số chủ doanh nghiệp từng gặp vấn đề với công an cho Thời báo chấm đê biết họ là nạn nhân của công an Việt Nam. Bởi khi có vấn đề mà bị công an bắt, họ không được đối xử công bằng. Họ bị công an, viện kiểm sát và tòa án thi nhau làm án và ra giá ép tội để buộc họ phải chạy. Chạy đến mức kiệt quệ, họ không có quyền được nói chuyện ngang bằng với công an vì công an có quá nhiều quyền lực để áp đặt lên họ và buộc họ phải chấp nhận. Ví dụ, trong vụ án sai phạm về đấu thầu thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế Tây Ninh mà mới vừa được đem ra xét xử. Theo cáo trạng, cơ quan điều tra lấy giá trúng thầu 28 tỷ đồng trừ đi tổng giá trị mua hàng hơn 14,8 tỷ đồng, từ đó xác định thiệt hại bằng giá trị chênh lệch giữa đầu ra và đầu vào là 13,2 tỷ đồng. Đây là cách tính rất khiên cưỡng, bởi nếu tính đúng thì công phải cộng vào chi phí như kho bãi, vận chuyển, bảo hành, bảo trì, đào tạo và chuyển giao công nghệ v.v. Tuy nhiên, công an đã phớt lờ và bỏ qua các chi phí này một cách có chủ ý để vét tiền về cho túi mình, đồng thời dùng con số thiệt hại lớn để lập công thu hồi được nhiều tiền cho nhà nước. Với kiểu tính này, hoặc là công an quá dốt, hoặc là cố tình cướp trắng của các doanh nghiệp một cách khốn nạn không so sánh gì được. Thực tế, công an ăn trên đầu trên cổ doanh nghiệp có đến 2 lần. Lần thứ nhất, công an làm tiền với các bị can để mua bán công lý, gọi là chạy án. Các bị can hy vọng được giảm bớt các tội trạng. Lần thứ hai, họ tính giá thiệt hại thật sát theo cách tính vô lý nêu trên, nhằm mục đích vừa để che lấp việc ăn tiền lần thứ nhất đút túi riêng, vừa để phục vụ cho con đường sự nghiệp cá nhân, thăng quan tiến chức, qua thành tích thu hồi được số tiền lớn cho nhà nước. Cho đến nay, đã vào tay công an thì không một doanh nghiệp nào còn có thể sống nổi. Họ bị công an cố tình triệt hạ cho đến chết thì thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng càng tăng đặc quyền cho công an thì xã hội càng bất an hơn. Rất nhiều doanh nghiệp bị công an sở tới đều không có cơ hội đòi hỏi được công an đối xử công bằng, bởi Đảng đã trao vào tay họ quyền lực quá lớn. Lẽ ra nếu công an đối xử công bằng với doanh nghiệp thì doanh nghiệp có cơ hội làm lại sau khi đã trả giá cho những sai phạm của họ trước pháp luật. Còn đối với công an Việt Nam, họ triệt hạ doanh nghiệp một cách tàn nhẫn. Hầu như doanh nghiệp nào dính đến công an đều không còn cơ hội gượng dậy, chỉ còn bước phá sản. Đấy là vấn đề hết sức nghiêm trọng hiện nay. Chính công an kinh tế đang lạm dụng quyền lực để mà tàn sát doanh nghiệp kinh khủng. Đó là những nguyên nhân gây ra cảnh giết chóc doanh nghiệp bừa bãi trong nền kinh tế tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vì sự sao sự rốt nát này, vì gian ác mà ông Tô Lâm đã đẩy các doanh nghiệp vào sự khốn đốn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.